Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn chúng mình học và giải các bài tập có trong bài 40, chia một số thập phân cho một số thập phân. Bài học của chúng mình có ở trang 84, sách giáo khoa toán lớp 5, tập 1 của bộ sách Trần trời sáng tạo. Bây giờ, chúng ta sẽ đi tìm hiểu kiến thức mới của tiết học này trong phần 1 La Mã, cùng học. Hai bạn học sinh đang quan sát một bức tranh treo tường. Bạn nữ nói rằng bức tranh có dạng hình chữ nhật, có diện tích 4,24 m vuông, chiều rộng là 1,6 m. Đố bạn chiều dài bức tranh là bao nhiêu mét? Vì công thức tính diện tích của hình chữ nhật đó là chúng ta sẽ lấy số đo chiều dài nhân với số đo chiều rộng. Vậy muốn tìm được chiều dài bức tranh thì chúng ta chỉ cần lấy diện tích chia cho số đo chiều rộng. Cụ thể là chúng ta sẽ lấy 4,24 chia 1,6. Đây là phép chia một số thập phân cho một số thập phân. Cách thực hiện như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong ví dụ 1. 4,24 chia 1,6 bằng bao nhiêu? Ở tiết học trước chúng ta đã biết rằng khi nhân hay chia cả số bị chia và số chia với hoặc cho cùng một số khác không thì thương không hề thay đổi. Vậy thì với phép chia này thì chúng ta sẽ nhân cả số bị chia và số chia với 10. Cụ thể, 4,24 chia 1,6 bằng 4,24 nhân 10 đóng mở ngoặc chia 1,6 nhân 10 đóng mở ngoặc. Vậy phép chia 4,24 chia 1,6 sẽ bằng 42,4 chia 16. Đây là phép chia của một số thập phân cho một số nguyên. Chúng ta sẽ đặt tính và tính như sau. 4,24 chia 1,6 Vậy là từ phép chia một số thập phân cho một số thập phân, chúng ta đã chuyển về phép chia của một số thập phân cho một số nguyên và cách chia như thế nào thì chúng ta đã được học ở các tiết học trước rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cách đặt tính và tính phép chia của một số thập phân cho một số thập phân. 4,24 chia 1,6 vì phần thập phân của 1,6 có một chữ số, nên chúng ta sẽ chuyển dấu phẩy của số 4,24 sang bên phải một chữ số. Khi đó chúng ta được số 42,4. Bỏ dấu phẩy ở số 1,6 rồi thực hiện phép chia 42,4 chia 16. 42 chia 16 được 2, viết 2. 2 x 16 bằng 32. 42 x 32 bằng 10.

42,4 chia 16 bằng 2,65 hay nói cách khác 4,24 chia 1,6 bằng 2,65. Vậy là chúng ta đã trả lời được câu hỏi của đề bài đó là chiều dài bức tranh sẽ là 2,65 m. Qua ví dụ vừa rồi, chúng ta rút ra cách chia một số thập phân cho một số thập phân như sau. Đầu tiên là cần đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số. Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia cho số tự nhiên. Chúng ta xét tiếp đến ví dụ 2, đặt tính rồi tính, thực hiện phép chia 6,3 chia 0,42. Sau khi đặt tính, chúng ta thực hiện tính như sau. Vì phần thập phân của số chia có hai chữ số, nên chúng ta sẽ chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải hai chữ số. Vậy là chúng ta cần thêm một chữ số 0, chúng ta được số 630. Bỏ dấu phẩy ở số chia, chúng ta được số 42. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện phép chia là 630 chia 42. 63 chia 42 được 1, viết 1. 1 x 42 bằng 42. 63 trừ 42 bằng 21. 0 được 210. 210 chia 42 được 5. Viết 5. 5 nhân 42 bằng 210. 210 trừ 210 bằng 0. 6,3 chia 0,42 bằng 15. Chúng ta sẽ áp dụng cách thực hiện phép chia này để làm các bài tập có trong phần thực hành và phần luyện tập. Hai La Mã, thực hành. Bài 1. Đặt tính rồi tính. Chúng ta quan sát thấy cả bốn phép tính có trong bài tập số 1 đều là các phép chia của một số thập phân cho một số thập phân. Vậy chúng ta sẽ làm theo các bước như sau. Đầu tiên cần đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số. Tiếp theo bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia cho số tự nhiên. Phần A. 3,36 chia 0,8. Phần thập phân của số chia có một chữ số nên chúng ta sẽ chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải một chữ số. Chúng ta được 33,6. Bỏ dấu phẩy ở số chia, chúng ta được 8.

3,36 chia 0,8 bằng 4,2. Phần B, 7,75 chia 2,5. Phần thập phân của số chia có một chữ số, nên chúng ta sẽ chuyển dấu phẩy của số bị chia sang bên phải một chữ số. Chúng ta được số 77,5. Bỏ dấu phẩy ở số chia, chúng ta được số 25. Bây giờ chúng ta cần thực hiện phép chia 77,5 chia 25.

0,255 chia 0,06. Phần thập phân của số chia có hai chữ số, nên chúng ta sẽ chuyển dấu phẩy của số bị chia sang bên phải hai chữ số, bỏ dấu phẩy của số chia. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện phép chia 25,5 chia 6. 25 chia 6 được 4 viết 4, 4 x 6 bằng 24, 25 trừ 24 bằng 1 viết 1. Viết dấu phẩy vào bên phải 4 Hạ 5 được 15 15 chia 6 được 2 Viết 2 2 x 6 bằng 12 15 chia 12 bằng 3 Viết 3 Viết thêm số 0 vào bên phải 3 được 30 30 chia 6 được 5 Viết 5 5 x 6 bằng 30 30 chia 30 bằng 0 0,255 chia 0,06 bằng 4,25 Cuối cùng là phần D, 2,87 chia 0,35. Phần thập phân của số chia gồm hai chữ số, nên chúng ta sẽ chuyển dấu phẩy của số bị chia sang bên phải hai chữ số. Bỏ dấu phẩy ở số chia. Bây giờ chúng ta thực hiện phép chia 287 chia 35. 287 chia 35 được 8, viết 8. 8 x 35 bằng 280,

1 Mỗi bước nhảy của một con thỏ được 0,52 m. Hỏi con thỏ đó cần nhảy bao nhiêu bước để di chuyển hết quãng đường 7,8 m? Với đề toán này, chúng ta sẽ có phần tóm tắt tương ứng như sau. Tóm tắt Mỗi bước nhảy 0,52 m. Quãng đường 7,8 m chấm 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 bước Bài giải Với bài toán này thì chúng ta sẽ tính được số bước nhảy để di chuyển hết quãng đường dài 7,8 m bằng cách là lấy độ dài quãng đường chia cho độ dài của mỗi bước nhảy. Con thỏ đó cần nhảy số bước để di chuyển hết quãng đường 7,8 m là 7,8 chia 0,52 Bằng. Chúng ta sẽ đặt tính và thực hiện chia như sau Phần thập phân của số chia có hai chữ số Nên chúng ta sẽ chuyển dấu phẩy của số bị chia sang bên phải hai chữ số Tức là chúng ta cần viết thêm một chữ số 0 vào bên phải của số 8 Bỏ dấu phẩy ở số chia

Đơn vị là bước. Đáp số 15 bước. Vừa rồi là nội dung của bài tập số 1 trong phần luyện tập. Đây cũng là bài tập cuối cùng của bài 40 chia một số thập phân cho một số thập phân. Hy vọng rằng các em đã có một giờ học bổ ích. Chúng mình hãy tiếp tục truy cập vào trang web lời giải hay com để theo dõi các bài giảng chi tiết khác nhé. Chúc các em học tập thật tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các em vào những video bài giảng tiếp theo.